mà sao kể. Tại thì cô năm nay sao ra đề khô thế. Đại não bộ thì sinh ra đi thi với cái cách kiểu ra đề. Gạt nước mắt cô vắt óc để làm bài cho xong. Nhưng với đề thi khô thế thì em đã biết phải làm sao sau đây. Đừng bắt đầu vẫn rủi vì đề thi năm nay. Chờ mong chi nữa kết quả điểm thi. Đối với em chẳng còn là chi biết em đi làm gì. Thì thôi với em sao quá đen. Rồi lại mây đen nhưng không sao hết. Em đây vẫn đến chuẩn bị thi. Mà tự hỏi là tại vì sao cô thầy không thương. Tại vì sao ra để cô thế. Học trò thuê em phải làm sao đây. Trường đại học đó cho thi mắt mũi nào. Để em gặp lại bạn bè. Mùa đang rơi, nước mắt cũng đang rơi. Mùa đây đọc lại những dòng đề thi mà lòng như chơi vơi. Thời gian đó em quyết tâm cố gắng học trong đề thi đậu vào trường. Và giờ để em sẽ ra sao sao. Chờ mong chi nữa kết quả điểm thi. Đối với em chẳng còn là chi biết điểm để làm gì. Thì tôi với em sao quá đen. Thời sự đây bão thay đổi thời tiết hết mưa nắng. Rồi lại mây đen nhưng không sao hết. Em đây vẫn đến trường đi thi. Mà tự hỏi là tại vì sao cô thấy không thương. Chẳng thương hấu trường. Tại vì sao ra để khó thế, hãy để khó quá. Học trò tụi em phải làm sao đây. Trường đại học đó chẳng thấy mặt mũi nào. Để em nhìn lại bạn bè. Ôi thôi giấc mộng. Thì đại học như em coi như đã vỡ tan rồi xa tay vào hai. Em đây chỉ còn ước mong thế cô nghĩ lại. Lấy được sản thấp thôi vì chung em chỉ mong thế thôi. Chung em chỉ xin thế thôi để bọn em đổ vào đại học. Hạ bớt điểm sàn, hạ bớt điểm sàn. Yeah. Để khó như vậy phải hạ điểm chứ cô thầy. Yeah yeah. Mà tự hỏi là tại vì sao cô thầy không thương. Tại vì sao ra để khổ thế. Học trò tụi em phải làm sao đây. Yeah. Trường đại học đó chẳng thấy mặt mũi nào. Để em gặp lại bạn bè. Cha la cha la cha la cha. Trường đại học em phải làm sao đây. Thật sự em rất muốn đầu vô đại học. Để không phụ lòng bố mẹ.